chào mọi người. Hôm nay Sâm Ngọc Linh Tuấn Hằng về một củ sâm Ngọc Linh rừng. Sâm Ngọc Linh nhá. Sâm Ngọc Linh tự Ngọc Linh nhá. Chứ không phải sâm Lào, sâm Lai Châu đâu. Để khui cái thùng đi qua coi. Đây, quay đây. Người dân vừa mới gửi cho mình xong, gói rất là cẩn thận. Vì đây là một củ sâm rất to, rất giá trị, cho nên là mọi người gói. Đây là củ sâm Ngọc Linh rừng. Có xuất xứ tại xã Măng Ri, huyện Tum Mơ Đông, tỉnh Kon Tum. Đây là đây đó. Bà con gói rất là cẩn thận các bạn nhé. Mình cũng gỡ ra rất là cẩn thận. Chưa bao giờ thấy củ sâm Ngọc Linh nào nó vip như này. Mình sẽ rút nó ra nhé. Chị sợ gãy. Này mà gãy mà toi. Đợi mình chút, mình để lên đây cho bạn coi. Review cây sâm này nha bạn nha. Đầu tiên là sẽ xem cái củ này nó khoảng bao nhiêu năm. Thì để tính tuổi của một củ sâm Ngọc Linh này thì chúng ta sẽ đếm nước mắt làm so le dĩ giác với nó của nó. Với một cây sâm hai nhánh này thì mình sẽ đếm một cái nhánh dài nhất nhá. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Nó hai nhánh này có độ mắt bằng nhau này. 5 mắt nha. Đây mắt là 6 này. 7 mắt, 8 mắt, 9 mắt, 10 mắt, 11 mắt, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 trứng này, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Củ này đếm được 33 mắt trứng các bạn nhá. Store nha. Em quay cái củ ấy thôi. Quay củ thôi. Quay nguyên cái chỗ củ tay này. Đếm chiều dài theo một mắt là 33 mắt các bạn ạ. Nó dính đất bẩn có thể mình còn đếm thiếu đó. Trứng này, rễ con này. Phần thân rễ này. Trứng này, ngọn củ sâm này. Phần thân này, thân lá đó. Lá bây giờ đến khám cái lá các bạn nha. Lá sâm Ngọc Linh là sẽ có hai mặt, có nhiều lông mảnh và cứng. Các bạn nhìn thấy cái lá này có nhiều lông mảnh cứng không này? Ồ. Cầm cái là thấy nhiều lông mảnh cứng không? Trong lá rừng màu xanh rất tự nhiên, lá mỏng. Lá mỏng nhưng mà rất là chắc. Đang bông này. Nhưng mà cây sâm này nó không khỏe, không có nhiều hạt lắm. Đó. Màu lá rừng đó. Củ này có trọng lượng là 400 gram, 33 mắt sâm, đầy đủ trứng, rễ con, thân rễ, thân lá, rất là ok. Thực sự là đến cái thời điểm này mà vẫn còn tìm được trên núi Ngọc Linh, củ sâm Ngọc Linh rừng như thế này thì quá là hiếm các bạn, quá là hiếm. Thì sâm Ngọc Linh Tuấn Hằng chuyên sâm Ngọc Linh núi Ngọc Linh. Ngoài ra mình vẫn săn những củ sâm rừng VIP ở những cái khu vực khác nữa, vì núi Ngọc Linh bây giờ quá ít sâm rừng rồi. Tuy nhiên thì Lai Châu mình sẽ nói là Lai Châu, Ngọc Linh sẽ là Ngọc Linh và bao test gen các bạn nhé. Lào sẽ nói là Lào. Tuy nhiên mình rất ít mua Lào vì hàm lượng nó thấp, vị nó nhạt. Lâm Đồng mình không mua, chủ yếu là Lai Châu với cả Ngọc Linh thôi. Trung Quốc không mua. Cái củ này là củ Ngọc Linh. Đây các bạn nhìn cái mắt này. Cái củ sâm Ngọc Linh này là các mắt của nó rất là tròn, so le rõ nhá. Cái củ như này thì hàm lượng cực kỳ ok. Đó, nhìn cái mắt của nó đấy. Mắt sâm này. Này, so le rất rõ. Củ này trọng lượng 400 gram.
và siêu phẩm đấy. Bao nhiêu năm nay săn tìm sâm bao nhiêu năm, đây là củ sâm VIP nhất mà mình được sở hữu đấy, mình được mua được. Các bác cần những củ này hãy liên hệ Sâm Tấn Hằng nhá. Chúc tất cả mọi người sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Nhớ like, đăng ký kênh cho em. Ok bạn.